Bây giờ này, cái hàng này, đưa theo mấy chú bây giờ này. Thôi mình sẽ chuyển đi, bây giờ nhé. Thôi con ông ngốc á. Không ăn chú giúp nha. Tôi nói đi. Thôi bây giờ con cũng về hay là con phải đi con. Con không có về nhà con đâu. Bây giờ con muốn sống bà đúng không? Không muốn sống gì bà. Rồi bây giờ con muốn sống này chú giúp. Con muốn ở đây với anh chị con. Rồi muốn ở đây với chuyện này con phải nói cho mình tránh gì không chị. Mình chú giúp. Rồi bây giờ đi con là con làm sao? Con không muốn gì nhà. Nói chung là vậy nha, ba trả tiền con rồi. Trả con đi nha, con trả là ba. Coi như là cha con chấm chứ không có cha con gì đây nữa chứ. Bây giờ ba trả cho con bao nhiêu? 3 triệu. Cái tiền gì? 1 triệu là tiền phòng, 500 nghìn. Lại tiền. Là không phải bữa nó bị chân tay làm bán đồ đen trong nhà. Là không là chuột chút thì giải chú tin lên cái quà chú quăng đó rồi. Tí nữa chú nói chuyện này. Bây giờ xin tiền 2,5 triệu làm gì? Con trả tiền cho người ta 1 phần 1,5 triệu là nó trả cái cứ của anh này về còn 1 triệu. Là 500 là trả tiền phòng, 500 là trả tiền hùng tiền mua đồ đen đúng không? Cho bán nước cái chuyện đi. Bây giờ này, bây giờ con muốn làm gì ở đây? Con làm cái tiền hổ cho ba đó. Ba chịu hiếu không chịu. Bây giờ con làm cái hổ không? Con làm. Nếu không được thì chú xin cho con làm chỗ khác. Con làm ở đây, con ơi, ở đây là con đi đâu nữa chứ. Đúng không? Con dân làm gì, hiện dân làm gì? Công ty bên đây nè. Con bệnh con không có đi làm đâu, con đi đây về chửi nó con như một chó này nha. Con đi làm cái gì? Con lấy đi. Con bệnh gì? Cái này là cái nào? Không nóc, không nóc, mệt quá, không nóc. Muốn chú giúp không nóc? Không nóc. Con nhỏ bảo là sao bên kia? Con nhỏ tôi muốn bảo nhau. Chú giúp. Bây giờ con chưa khỏi rồi. Có cần cước chưa? Có từ từ thôi. Còn có cần cước chưa? Bây giờ chưa cần cước mà bây giờ mới nhận nó. Anh không cần cước. Không được không? Gọi lên nghe con. Cha mẹ nuôi con đưa tao ở đời. Người ta nuôi con có mấy ngày mà người ta tốt hơn cha mẹ sao được? Đến chưa? Bây giờ con không về được sân ba đúng không? Con có làm ở đâu có xin cho? Con làm ở cái thứ hai này, con kiếm người xin thì con được. Con làm bao nhiêu ngày, con đi bao mấy tháng rồi? Con đi, con không bắt con về rồi. Hiện nay là con đang sống với ai? Trời ơi, tháng 6 nó vợ chồng hết kiếm rồi. Đâu, anh đâu, anh đâu, anh đâu? Có chuyện mà, anh đi ăn rồi. Mà bây giờ ấy, bây giờ tuổi này con ăn tuổi này con ít tuổi này con về không cho không về đúng không con điện chị đi yêu á không muốn về thì nói chuyện với chú trước cho bây giờ thôi nó không được nữa mà có đánh ấy, thì các chú đây sẽ can thiệp cho đấy các chú đây sẽ can thiệp cho con không quên con cho con đi bây giờ ba có tiền chưa bây giờ ba đừng có đóng lại thôi đóng lại đi Bây giờ
chú ấy chuẩn bị chú chờ. Con làm gì thầy tôi? Em cứ nghe bây giờ nhá. Con bây giờ em lên đi. Bỏ cái áo mắt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái gì đó. Bây giờ trong nhà chỗ này là còn hai người nữa, còn hai vợ chồng đó, hai vợ chồng. Bây giờ kêu công an lại xét nhà, xét người đi rồi, chưa? Cái chú nhà chỗ đây là chú nhà chỗ mà dắt đi đâu? Qua cái bức qua này đó. Em bảo lãnh bé này lâu chưa? Em có nhớ đâu cũng lâu. Mấy ngày rồi bảo lãnh mấy ngày rồi? Lâu lâu rồi. Lâu là mấy tháng? Em không nhớ được nửa tháng. Em có thường xuyên chở bé này đi ăn hàng không? Không, tại em đi con đi học đường ngợi chở mà. Phải không? Anh không tin lên chở hỏi thì em có giấy thì. Không, em có lấy đồng ý rồi nhưng mà em ai? Con ý. Con có lên ở kia à? Được, mở lên quay nữa. Mở lên quay nữa. Hết thuốc chữa rồi. Đấy là độc lạ thuốc dầu một. Thôi đi về đi con. Về thôi. Đồng. Chăm anh em này. Đi về đi con. Về thôi. Hết thuốc chữa rồi. Bé này về cho đi học nghề đi. Cho nó về đi học nghề. Thôi.